Tâm xin chào cô chú anh chị và cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay Tâm sẽ dẫn cả nhà đi đi kéo cá trong cái ao của những người nông dân mà họ để cá thiên nhiên cái mùa nước nổi khi mà lên đó cả nhà, khi mà nước rút xuống á thì những cái ao nó sẽ cá nó sẽ đọng lại thì họ sẽ dùng lưới, họ sẽ kéo cá còn ở trong đó. Đó là cá thiên nhiên mà không phải là cá nuôi nữa nha. Thì cái ngón tay của Tâm chỉ ra ngoài cái chỗ chỗ đó cả nha. Chỗ mà trắng trắng đó là cái chạy đó có khói đang ngút ngút lên là các chú đang nướng cá ăn và kéo cá ngoài đó cả nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra ngoài nha cả nhà. Bây giờ mình cùng lên đường nào. Cái này là cái chốt mà ta gọng lại để cho nó sống, người ta bán cả nhà. Là chú hai đang để trong đây để mình xuống cho cả nhà xem nha. Đây, cái chốt sống này là chú hai đang bán 1 kg là 35.000 nữa cả nhà. Cả nhà thấy con cá chốt này là cá chốt sọc. Cái này là cá chốt sọc cả nhà. Con bự bự như thế này nè. Ký 35.000. Cũng nhiều lắm. Đây cũng nhiều lắm. Đó. Đó, ở nhà thấy không? Đó. Quá trời. Ký 35.000 cái chốt sọc. Đây là mấy chú mấy anh đang gọng để mà chiều chiều gom lại nhiều nhiều sẽ bán một lượt một đó nha. Giờ chuẩn bị cái kéo hả con? Đi kéo hả? Bé gái 13 tuổi giỏi lắm nha. Giờ chuẩn bị đồ nghề. Mấy anh mấy chú đang đi ra ngoài cái ao ngoài đó để đánh ao ngoài đó cả nhà. Giờ mấy anh sẽ đẩy cái xuồng này đi qua bên cái ao bên kia để mà kéo cả nhà. Ao này kéo xong rồi, ao này hết cá. Cả nhà thấy những cái móng cá rất là nhiều, đó là cá lau kiếng thôi, chứ những cá kia thì hết rồi. Chiếc này bằng nhựa cũng nhẹ. Quá. Xong. Cái này mình kéo qua cái bờ này tới cái bờ phía đằng đó thì mình lại kéo qua cái bờ phía đằng đó để mà qua cái ao giáp bên kia để mà mình kéo cá giáp bên kia đó cả nhà.
lớn nào. Giờ anh đang chuẩn bị xúc cái chốt đổ vô bồn xì để mình sẽ chuyển ra ngoài cao ngoài đó, rồi sẵn từ đó mình sẽ đi thẳng ra ngoài kia để mà mình chiều mình đi về luôn. Này là cái chốt cái chốt sọc. Nhìn cá chốt nhiều đá quá ha. Là chiều mình bán luôn á anh Điền, ký 35.000 đó ha. Mở xì lên xì đó bật hết xì lên ha. Không có. Vậy thì hà con. Ủa xì mạnh dữ ha. Này tính ra cũng hơn cả chục ký cái chốt à. Dạ. Xong. Giờ xúc cho xong thì mấy anh với chú sẽ chuyển sang ao bên đó để kéo nha cả nhà. Bây giờ mình cùng qua bến nha. Thì các anh đang chuẩn bị lấy lưới ra để kéo đó cả nhà. Kéo dài ra cái ao này, cái đường nước này mình sẽ kéo dài ra tới ngoài bờ kinh một chút. Cái này mình kéo điện mình là hai cục xiệt đúng không anh? À, cái cục kích cá là mình xài hai cục mới đủ đô để giật mấy con cá này. Cao này nhiều nhất là cá rô phi với cá chốt cả nhà, có cá lóc đồng nữa nhưng mà ít, cá rô phi rất là nhiều với lại cá lau kiến. Cá lau kiến thì ở xứ này người ta không có ăn. Mấy anh mấy chú này là đây kéo đây là ở ngoài Bình Thạnh, ở ngoài Bình Thạnh vô đây kéo cả nhà. Sông nước à, chú tư đó là chủ, là chủ cái đường nước này, chủ cái đường nước này thì kêu những cái anh cô chị này vào đây kéo để mà chia cá ra làm hai, thì chú tư đó là chủ sẽ chia phân nửa với lại những người kéo này, bán ra được bao nhiêu tiền thì sẽ chia ra làm hai. Chỉ cái điện mình nó nằm tới đây không anh? Đúng rồi. À. đưa vào đi giật không? Ghê hả? Trời ơi. Mạnh dữ gì.
chắc biển đó đó, nó giật đó, nó giật đây đây vô kìa kìa. Chào cả nhà cái. Chào cả nhà. Ủa nãy giờ nói mà con tên gì? Dạ. Con tên gì? Nguyễn Hữu Nghĩa. Con Nguyễn Hữu Nghĩa hả? Con ở ngoài khu Bình Thạnh luôn hả? Con ở ngoài Hồng Ngự. Hồng Ngự hả? Ừ. Nãy giờ Nghĩa mò được nhiều cá nè cả nhà. Là những cái chú những anh đang kéo trong kia. Thì Nghĩa với lại chị Nghĩa. Chị hay là ai? Cái dạ. Bé gái nãy là chị. Ừ chị con. Tên Hiếu đúng không? Dạ. Ừ Hiếu Nghĩa. Mò được thau cá cỡ này nè. Giỏi ghê không? Bắt theo hang đó cả nhà. Hang những cái hang ở bên những cái dắt bên đó. Bây giờ mấy anh sẽ ốp lưới vô cái bờ này đó cả nhà ơi. Bây giờ chúng ta sẽ ốp vô cái bờ này, ốp lưới vô đây. Mấy anh mấy chú sẽ kết thúc lưới cái chỗ này cả nhà. Nó vô tùng hết rồi. Quá thế. Tùng này làm giống như tùng giấy chài. Nhiều hơn nãy. Quá thế. Hiếu rồi, cái nào Hiếu rồi. Thấy cái tấm lưới này như nó khó lấy cá hơn tấm lưới nãy hả chị? Dạ. Dạ. Cả nhà nhìn cá nhiều không cả nhà? Cá rất là nhiều. Nhìn cái mời. Đa số là cá chốt là nhiều hả chú ha? Đánh sao đây bà ơi bà. Quá thế, hai đứa nhỏ mò nguyên thao luôn. Cú rồi. Dạ. Cái chê thấy vô nhảy ra. Cái lưới này nó có tùng giống như là mấy cái chài. Thank you.
quá thế rồi, lưới này quá nhiều cá rồi. Bắt đầu chị đang chị với bé nhỏ sẽ lựa cá vậy cả nhà. Cái gì mà đổ vô? Nó căng cắt ra nè tí. Nó ca cá kìa. Quá nhiều rồi, rơi ra ngoài luôn. Tay của đang đâu mà chịu nó lại luôn qua. Đó cái đội rồi. Nhiều quá mình đổ vô cái thau không hết. Quá, bỏ đây nè, gỡ gỡ ở ngoài, bỏ vô đây nè. Do là có cá chốt có ngạnh cho nên chị sẽ dùng cái gấp để mà gấp cá chốt đưa ra cả nhà. Cá chốt ra cá chốt, cá mồi ra cá mồi. Cá chốt mình bán 1 kg 35 ngàn, còn cá kia thì 1 kg chỉ có 5-6 ngàn. Như cá rô phi, cá lóc thì nó mắc. Chà, một thau đó cũng nhiều dữ. Quá thế. Nửa thùng phi luôn. Lưới này quá trúng rồi, trúng bằng lưới nãy à. Cả nhà bây giờ là giờ ăn cơm trưa của đại gia đình. Ủa chú, cái này là trong nhà mình là gia đình luôn hết hả chú? Hai cháu. Dạ. Món cá nướng quá trời hấp dẫn luôn. Món ăn dân dã luôn. Ủa chú, cái này là mình kéo cái ao này mình mua hay là ao kéo trong đây mình? À, mình kéo chia với người ta. Kéo chia với hướng dẫn. Dạ, như có cá mình chia hai ha. À. Chú là ở ở đây luôn hay là chú ở đâu lại chú? Ở Bình Thạnh đấy. Bình Thạnh. Dạ. Nếu cả nhà yêu thích video về miền Tây sông nước thì hãy đăng ký kênh và like để ủng hộ cánh tay sắt nha cả nhà. Đây là
Đây là mấy con cá mà mấy chú với mấy anh, mấy chú với mấy anh đang nướng ở trên cái tấm thiết này cả nhà. Cá chê với cá lăng. Cả nhà thấy nướng kiểu độc lạ không? Kỳ hấp dẫn nha. Kéo từ sáng tới giờ rồi cả nhà. Bây giờ là ăn cơm trưa. Mấy bữa gà mà cái bữa như bữa đầu tiên mà mình kéo là nhiều nhất là một ngày mình kiếm được bao nhiêu ký cá chú? Trước đó cũng phải nhiều. Kéo ngoài ụ đó, chỗ chạy ông ấy á. Dạ. Bữa cá tấm cá, cá rô phi. Mà cá rô phi giờ nghe nói nhiều bán cá mòi, có sao? Cá màu cũng rẻ. Dạ. Mà hôm bán có bàn ngữ. À. Bán có bàn ngữ. Cá ở đây luôn á. Bán ở đây luôn. Ngon chưa? Ngon chứ. Mày biết nãy tôi nướng là tiếng trong cho mày. Bé này đi theo lửa cá hả? Lửa cá. Nhiêu tuổi rồi con? Dạ 13. Ừ, cha 13 đứa mà bự dữ vậy. Ăn gì đó. Ăn ngon nhiều không? Bé này nhiêu bé? Bé này hả? Bố bò. Bố à. Ở đây cá lau kiến dữ lắm nè. Trời ơi, họ chơi. Ngon nhiều lắm. Dạ. Mà nó ngọt, thịt nó ngọt ha. Mà cá lăng nè. 12 giờ luôn. Cá lăng quá nhiều nè. Hết xíu lâu mới thấy cá lăng. Có bữa mùa nước mà ở đây dân lưới không thấy cá lăng luôn chứ. À, ít. Hôm nay nói chung là cá lăng là ít. Dữ à. Mày có mổ bụng không biết à. Có mổ bụng đâu. Cá còn sống á, nó không có bể mặn đâu. Cá còn sống nè. Cá sẵn mẹ mày sẵn cá chết chưa? Cho hà làm khô còn mới sống bữa nay mới được xả. Cô chú mình làm nghề cái cá này là quanh năm luôn hay sao chú? Trời ơi, hôm nay quay hết này nghỉ à. Dạ. Cháu kéo đâu được nữa không? Thôi đầm nghỉ tạm tư rồi, nó có ẩm nữa, nó còn nữa. Không còn, ông kêu mình cái chia ha. À. Cũng còn mấy bữa, hai bữa nữa là ngưng. Hết cá. Đúng vậy. Làm nghề này cá ăn là khỏi chê luôn ha. Bao la luôn. Cá tươi mà nướng liền ngọt khó chê. Ngon lắm. Bỏ hả? Con này bỏ hả? Ngon là bằng cá lau kiến mày. Cả nhà ơi, bây giờ Tâm sẽ kết thúc video ở đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng video. Hẹn gặp cả nhà trong tập tiếp theo nha.